Đây là Bhutan, một đất nước nhỏ bé kẹp giữa hai gã khổng lồ. Bhutan nằm rất gần hành lang chiến lược của Ấn Độ, có cái tên rất gợi hình là cổ gà. Giải đất liền này nối lục địa Ấn Độ với phần phía đông của đất nước. Như là một cái cổ gà mỏng manh, đây có thể là một điểm yếu của Ấn Độ để Trung Quốc có thể khai thác. Và họ đã làm như thế thật. Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã bị cáo buộc xây dựng nhiều công trình dọc đường biên giới có tranh chấp với Bhutan. Đỉnh điểm là cuộc chiến trên cao nguyên Dốc Lẩm vào năm 2017. Cứ cái đà này ấy, thì người ta lo sợ là một sáng mở mắt ra, Trung Quốc đã nuốt chửng Bhutan mất rồi. Ấn Độ biết rất rõ nguy cơ này và đã từng gửi quân đến Bhutan. Liệu đất nước nhỏ bé này có thể trở thành mồi lửa châm ngòi chiến tranh giữa hai quốc gia đông dân nhất thế giới hay không? Những gì đang diễn ra giữa Trung Quốc và Bhutan thật ra là khá dễ hiểu. Nó cũng giống như là những gì mà Trung Quốc đang làm trên Biển Đông. Trung Quốc có tham vọng độc chiếm vùng biển này, thế nhưng họ không dại gì mà phát động một cuộc chiến công khai. Thay vào đó, Trung Quốc chơi những chiến thuật như là cho tàu cá của mình đánh bắt trái phép ở vùng biển của nước khác, quấy nhiễu, phá hoại tàu cá của nước khác đang hoạt động trên vùng biển của họ. Và quan trọng nhất là việc bồi đắp đảo nhân tạo, xây dựng công trình trên các đảo chiếm giữ trái phép một cách xâm lược từ từ, thầm lặng như tẩm ăn dỗi vậy. Chiến lược này được áp dụng ở Bhutan như thế nào? Chúng ta hãy quay trở lại thời điểm đầu của thế kỷ 20, khi mà biên giới của các quốc gia trong khu vực dãy Himalaya chưa được vạch rõ. Khi mà người Anh nắm quyền kiểm soát Ấn Độ, thì như cái cách mà họ đã làm với hầu hết thế giới, những người mắt xanh mũi lõ này đã vẽ ra các đường biên giới gây tranh cãi cho đến tận ngày nay. Ở địa hình miền núi nơi mà Bhutan tọa lạc chẳng hạn, người Anh đã để lại rất nhiều khu vực không được lập bản đồ và mơ hồ. Và năm 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập. Một trong những ưu tiên của chính phủ là khẳng định quyền kiểm soát biên giới lãnh thổ. Điều này dẫn đến sự kiện hợp nhất Tây Tạng và Trung Quốc vào năm 1950 và nó cũng đồng nghĩa với việc là Trung Quốc kế thừa vấn đề biên giới giữa Tây Tạng và Bhutan. Trung Quốc muốn phân định biên giới, thế nhưng giữa hai nước chưa thiết lập được mối quan hệ nào. Bhutan bản thân là một nước nhỏ bé, thụ động, đã và đang có một chính sách đối ngoại rất hạn chế, đến nỗi mà đôi khi người ta có cảm giác Bhutan chỉ muốn chơi một mình và tranh chấp biên giới chắc chắn không phải là điều họ muốn tham gia. Thế nhưng khi mà láng giềng của bạn là Trung Quốc thì cây muốn lặng, thế nhưng căng thẳng biên giới chỉ ngày càng gia tăng mà thôi. Trong một nước đi quen thuộc thì Trung Quốc đã bắt đầu vẽ bản đồ chính thức gộp luôn những khu vực tranh chấp với Bhutan và làm của mình luôn. Điều này làm cho Bhutan khó chịu vô cùng. Thế nhưng mà họ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Trung Quốc. Trong suốt nhiều năm qua, cũng có vài cuộc đàm phán diễn ra, thế nhưng kết quả hầu như là không có gì. Thế nhưng mà Bhutan lại có một chỗ dựa, có thể khiến cho cuộc đối đầu với Trung Quốc trở nên cân kèo hơn. Và thực chất thì Ấn Độ đã bước chân vào tranh chấp này rồi. Thế nhưng trước khi đi đến phần đó thì hãy nói về những vùng đất mà Bhutan và Trung Quốc đang tranh nhau. Giữa Trung Quốc và Bhutan có hai khu vực tranh chấp chính. Một là ở phía Tây, là khu vực cao nguyên Dốc Lẩm. Và hai là ở trung tâm của thung lũng Jakalung và Pasamlung. Hãy bắt đầu từ cao nguyên Dốc Lẩm, nơi nóng nhất trong số các khu vực đang tranh chấp và khả năng cao nhất sẽ là điểm bùng phát châm ngòi cho một cuộc chiến tổng lực. Tọa lạc ở phía Tây, cao nguyên Dốc Lẩm nằm gần hành lang Siliguri, chiếc cổ gà mà chúng ta đã nhắc đến ở đầu video. Một hành lang địa chính trị và địa kinh tế nối liền 7 bang đông bắc của Ấn Độ với phần còn lại của đất nước. Đoạn cổ gà hẹp nhất, rộng khoảng 20 cây số, trở thành gót chân asin của Ấn Độ. Hãy hình dung một ngày đẹp trời nào đó, nếu nơi này bị kẻ thù chiếm được, về cơ bản thì Ấn Độ sẽ bị chia đôi, gây nên một cuộc khủng hoảng kinh tế và quân sự. Khá đen cho Ấn Độ là cao nguyên Dốc Lẩm mà Trung Quốc đòi chủ quyền lại nhìn thẳng ra chiếc cổ gà của họ. Và hai nước vốn đã không hẳn là hàng xóm tốt của nhau rồi. Lịch sử xung đột giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã trải dài ít nhất là từ năm 1914, khi mà các đại diện từ Anh, Trung Hoa Dân Quốc và Tây Tạng gặp nhau tại Simla, thuộc Ấn Độ ngày nay, để mà đàm phán một hiệp ước sẽ quyết định quy chế của Tây Tạng và lập ra các đường biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ thuộc Anh Quốc. Đỉnh điểm là vào năm 1962, hai người khổng lồ của châu Á đã đối đầu nhau qua một đường biên giới không được cả hai thừa nhận, xuyên qua các đỉnh núi trên dãy Himalaya ảm đạm và không thể tiếp cận. Cuộc chiến chớp nhoáng thế nhưng tàn khốc. Trong một tháng, hơn 1.000 người Ấn Độ thiệt mạng và trên 3.000 người bị bắt làm tù binh. Phía Trung Quốc tổn thất gần 800 người. Đến năm 2020, quân đội của hai nước lại đụng độ bằng những công cụ thời đồ đá như là chày gắn đinh và đá vì là hai nước đã ký thỏa thuận cấm quân đội mang súng khi tuần tra khu vực biên giới. Kể từ đó, thì Ấn Độ được cho là đã bố trí từ 150 đến 200.000 binh sĩ ở biên giới để đề phòng Trung Quốc. Trung Quốc được cho là cũng đáp trả tương đương lên tới 200.000 binh sĩ từ quân khu Tân Cương và Tây Tạng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, thì các bạn có thể xem video chi tiết trên kênh nha. Quay trở lại với vấn đề cao nguyên Dốc Lẩm. Không ít ý kiến cho rằng,
Lý do duy nhất mà Trung Quốc quan tâm đến nó là để Bắc Kinh có được vị thế chiến lược mạnh mẽ hơn để chống lại Ấn Độ. Nếu kiểm soát được cao nguyên Đốc Lâm, một khi xung đột xảy ra, Trung Quốc có thể cô lập toàn bộ các bang Đông Bắc của Ấn Độ, bao gồm khu vực tranh chấp Arunachal Pradesh, nơi mà quân đội hai nước từng đụng độ vào mùa hè năm 2020, bằng cách chặt đứt cổ gà Siliguri ở cách đó không xa. Chính vì vị trí chiến lược của Đốc Lâm, nên vào năm 1996, Trung Quốc từng đề nghị giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Bhutan bằng cách từ bỏ chủ quyền đối với 495 km2 ở hai thung lũng Jakalung và Pasamlung để mà đổi lấy 269 km2 ở cao nguyên này. May mắn cho Ấn Độ là Bhutan đã cự tuyệt đề nghị của Trung Quốc xuất phát từ quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Đến năm 1998, Bhutan và Trung Quốc ký thỏa thuận cam kết duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực biên giới hai nước, dù là Bắc Kinh và Thimphu cho đến nay vẫn chưa thiết lập quan hệ ngoại giao. Thế nhưng rồi vào ngày 8 tháng 6 năm 2017, một trung đội quân giải phóng nhân dân Trung Quốc lợi dụng đêm tối lặng lẽ tiến vào cao nguyên Đốc Lâm, phá bỏ những lô cốt mà quân đội Hoàng gia Bhutan đã xây dựng cách đây nhiều năm để phục vụ cho các chuyến tuần tra biên giới. Đến ngày 16 tháng 6, một đơn vị công binh Trung Quốc với xe ủi, xe lu và máy xúc tiến vào Đốc Lâm nhằm xây dựng một con đường chạy xuyên qua cao nguyên, thế nhưng vấp phải sự phản đối của quân đội Bhutan. Cho rằng Trung Quốc đã vi phạm thỏa thuận vào năm 1998, lính Bhutan đã tranh cãi, va chạm với lính Trung Quốc. Tuy nhiên lính của Trung Quốc không chịu rút đi và hai ngày sau, khoảng 300-400 lính của Ấn Độ tiến vào Đốc Lâm, ngăn chặn đơn vị công binh của Trung Quốc, khởi đầu cho cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 2 tháng. Căng thẳng giữa hai gã khổng lồ lớn đến mức tưởng như có lúc không còn đường lùi cho cả đôi bên. Thế nhưng rốt cuộc thì nút thắt đã được tháo gỡ, thế nhưng bằng cách nào và tại sao thì đến giờ vẫn chưa ai rõ. Thế nhưng tóm lại là Trung Quốc đã chơi bài cũ, bắt xây dựng cơ sở hạ tầng để củng cố yêu sách của mình tại các khu vực tranh chấp. Nhỏ bé như Bhutan có rất ít lựa chọn, họ đã quay sang ông anh lớn của mình là Ấn Độ. Và ông anh này cũng chấp nhận ra mặt cho thằng em, vì Ấn Độ coi đây là mối đe dọa tiềm tàng cho an ninh của chính mình. Đến thời điểm hiện tại, hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã bí mật xây dựng làng mạc ở gần cao nguyên Đốc Lập. Tiếp theo, chúng ta nói đến khu vực tranh chấp thứ hai, gồm có Jakalung và Pasamlung. So với Đốc Lâm thì những khu vực này ít được lên báo hơn, thế nhưng tầm quan trọng thì không hề kém cạnh do tài nguyên và vị trí chiến lược của nó. Jakalung và Pasamlung nằm về phía bắc phần trung tâm của Bhutan, gần biên giới tại Tây Tạng. Với địa lý hiểm trở, đây là một khu vực dân cư thưa thớt, việc tiếp cận là rất khó khăn. Thế nhưng điều đó không ngăn được Trung Quốc để mắt đến chúng, vì kiểm soát được chúng là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm bảo đảm biên giới và phát huy sức ảnh hưởng của Trung Quốc ở dãy Himalaya, khu vực mà người Trung Quốc coi như là căn cứ mà từ đó họ có thể tiến vào phần còn lại của Bhutan. Những hình ảnh vệ tinh cho thấy một cuộc xâm lấn thầm lặng khi mà Trung Quốc đã xây dựng đường xá, căn cứ quân sự và dĩ nhiên là cả làng mạc. Một trong số đó là Tamalung, nằm ở phía bắc của thung lũng Jakalung. Ngôi làng này được cho là đã phình ra gấp đôi chỉ trong nửa cuối năm 2023. Những ngôi làng như thế này được Trung Quốc tuyên bố là một phần trong kế hoạch đưa ra từ năm 2017 với mục tiêu xây dựng hơn 600 ngôi làng ở các khu vực biên giới thuộc khu tự trị Tây Tạng. Theo Bắc Kinh, chương trình này cũng cung cấp nhà ở và định cư cho người dân và các khu vực mới để giúp xóa đói giảm nghèo. Trước một Trung Quốc mạnh hơn về mọi mặt như vậy, Bhutan dường như là không có bất kỳ lợi thế nào. Họ có chưa đến 1 triệu dân, năng lực quân sự hạn chế, phải trông cậy vào ngoại giao và mối quan hệ với Ấn Độ để giải quyết những vấn đề biên giới với Trung Quốc. Thế nhưng như thế thì vẫn là chưa đủ. Những yêu sách của Trung Quốc ngày càng gia tăng. Năm 2020, Bắc Kinh khơi lên một cuộc tranh chấp lãnh thổ chưa từng được đưa ra trong các cuộc đàm phán biên giới. Trong một hội nghị trực tuyến, khi mà Quỹ Môi trường Toàn cầu đang thảo luận về nguồn ngân sách cho khu bảo tồn động vật hoang dã Shak Teng ở huyện Chasigang ở phía đông Bhutan, giáp biên giới của Ấn Độ và Trung Quốc, bỗng dưng thành viên phía của Trung Quốc phản đối với lý do là khu bảo tồn nằm trong khu vực tranh chấp giữa Bhutan và nước này. Tuyên bố này đã khiến cho cả hội đồng bị sốc. Thế nhưng Ban Thư ký Quỹ Môi trường Toàn cầu đã bác bỏ luận điểm của Trung Quốc, đồng thời chỉ ra khu bảo tồn nằm trong vùng lãnh thổ có chủ quyền của Bhutan. Bhutan cũng bác bỏ yêu sách của Trung Quốc, tuyên bố khu bảo tồn là lãnh thổ thuộc chủ quyền của Bhutan và chưa từng tranh chấp với bất kỳ nước nào. Đồng thời, thì họ kêu gọi hội đồng loại bỏ tất cả các tài liệu tham khảo về việc yêu sách vô căn cứ của Trung Quốc. Bhutan có thể tức giận, thế nhưng không nên ngạc nhiên, vì việc nêu ra một khu vực tranh chấp mới vốn không tồn tại là kịch bản của Trung Quốc thường thực hiện với các nước láng giềng trong khu vực. Trong bối cảnh đó, sự ủng hộ của Ấn Độ dành cho Bhutan là tổng hợp các yếu tố lịch sử và ngoại giao chiến lược. Trước hết, như chúng ta đã nói, Ấn Độ có lợi ích chiến lược ở cao nguyên Đốc Lâm. Thứ hai là thứ duy nhất chèn giữa Ấn Độ và Trung Quốc là vương quốc nhỏ bé này. Nếu Bhutan bị Trung Quốc nuốt chửng như với Tây Tạng
thì Ấn Độ sẽ phải đối mặt với những thách thức an ninh nghiêm trọng dọc biên giới phía Bắc. Thứ ba, Ấn Độ và Bhutan chia sẻ mối quan hệ sâu sắc về văn hóa và tôn giáo. Vì những lý do đó mà hai nước đã ký hiệp ước hữu nghị vào năm 1949 và cập nhật vào năm 2007. Theo đó thì Ấn Độ đồng ý hướng dẫn Bhutan trong mối quan hệ đối ngoại quốc phòng trên cơ sở là tôn trọng chủ quyền của Bhutan. Thêm vào đó thì hai nước cũng có mối quan hệ kinh tế và quân sự chặt chẽ. Trên thực tế thì giao thương với Ấn Độ chiếm khoảng 73% tổng kim ngạch của Bhutan. Ấn Độ cũng cung cấp một nửa tổng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Bhutan. Và rộng lớn hơn, cả Ấn Độ và Trung Quốc đều đang cạnh tranh sức ảnh hưởng ở châu Á. Do đó nếu không cẩn thận để Trung Quốc nuốt chửng Bhutan, cán cân quyền lực của khu vực sẽ thay đổi hoàn toàn. Bhutan nhận thức được những mối lo ngại của Ấn Độ và thận trọng tìm cách cân bằng mối quan hệ với cả Delhi lẫn Bắc Kinh. Hiện tại thì nước này và Trung Quốc đang đàm phán thiết lập quan hệ ngoại giao. Điều này có thể giúp ích Bhutan trên bàn đàm phán biên giới. Câu hỏi là liệu Bhutan có thể duy trì sự cân bằng giữa hai nước lớn hay không, trước một Trung Quốc không bao giờ lùi bước trong tham vọng bành trướng của mình.